Biết bơi, anh biết bơi đấy à? Không, ngày xưa ao nhiều em không biết chia mình thật. Ao nhảy xuống và biết bơi luôn. Ôi, mình đàn bà không biết chứ tầm như mình nha. Ông nào chỉ biết bơi. Bơi qua sông, bơi qua cả sông cái. Sông đây ấy. Ừ. Bà nhìn cậu mười giỏi chăng? Đạp chân đạp tay vẫn nổi được. Nhiều đứa nó còn cứ thả lỏng trên không, còn bay ngửa đây, bơi ngửa thế, bọn nó bay ngửa không, bơi ngửa không, như không vậy mình. Bọn nó cứ thả lỏng người, bọn nó bơi. Đi biển thứ thích nhất là kiểu mình nín thở xong mình thả lắm hết người xong mình ít kiểu vàng nó nổi lên xong sóng nó cứ đánh ra cái di chuyển. Thật nha, nước như vậy mà người mình như vậy nha, vậy mà nó vẫn thả người giống sao mà nó cứ nằm ở trên mặt nước nó cứ bơi bơi hai cái tay hai cái chân vậy nhỉ. Thực ra là cơ thể mình nó có xu hướng nổi lên đấy. Đúng rồi, vùng vẫy mình không biết cách thôi. Thế còn trên trong cái nước biển ấy nó đẩy cái người lên mà. Sao cái bọn vật lộn đội bơi bơi giỏi siêu sao nhỉ? Cứ chạm hết bờ này không lại cứ bơi tiếp được, tiếp tục được. Hôm qua chị chật cầu chật ấy. Xong là mình sợ đúng không? Bơi chẳng biết bơi. Xong con bóng nó bảo mẹ ôm con không bao giờ mấy cái ông lôi lên nó bảo làm sao mà cái cắm đầu quá. Hai mẹ con nó cắm đầu quá. Ông Linh bảo thì dẫn người ra cho nó ngửa người lên cái cắm đầu xuống. À, nó có cái ống bơi đúng không? Nó cứ thả mình trong mình bơi ở trong cái ống đấy là chui ra là làm cái tổm cá xuống đấy phải không? Đấy là cái ống tròn, à. Nên là nửa ống ấy. À. Nó hở ấy. Còn cái ống tròn đó ở bên trong ấy, hở một nửa gì? Còn cái ống kia là nó ở bên trong xong nó cứ thả mình ở trong dòng nước, trong nước, trong đấy cũng có nước. Vậy là nó cứ chụt dần đến không chưa đi nhưng mà bạn nó đi rồi nó kể thôi chứ em không đi. Sài Gòn ấy trong tròn đấy mà em chưa đi. À, khu du lịch cũng đầy. À, khu du lịch cũng đầy. Vậy xong là nó thả mình vào trong đấy đi xong là cứ thằng ngồi trước thằng ngồi sau về đây. Yeah, là cứ vậy trượt, bắt đầu nó xuống đến gần nơi làm ốm một cái. Đi mà kiếm cái nào mà nó kiểu nó kia nó không để họ bên trên ấy mà. Vậy mới để với hai. Qua cháu đi cái nào sợ hơn, cái họ với không họ cái nào hơn? Cái cầu trượt thì bình thường, còn cái ống tròn tròn cháu mới sợ. Cái hồng tròn nó không nhìn thấy ra người ra ngoài luôn ấy. Cháu kiểu nhá, cháu không ấy, cháu không ngồi đâu, cháu nằm hẳn ra, lưng nó trơn. Rồi họ bắt nằm ngửa ra. Di chuyển nhanh mà cháu cứ tưởng như kiểu sao cháu bay luôn ra ngoài ấy. Xong rồi ở cái trong ấy. Cái lưới phải cho mình ngồi lại cho tay chống vào ấy, chứ không chống. Xong rồi ở trong đấy nó có độ trơn ác đó. Đấy. Bắt đầu. Bắt đầu nó cứ thôi, bắt đầu nó cứ trượt ai á, cảm giác mạnh thì đi. Phải có người ngồi sau mình đỡ run nhá. Bắt đầu có hai người mà không biết như mình mới bắt đầu đi bơi đấy, không biết bơi đây là bắt đầu cũng sợ lắm. Ra đến nơi nó còn rơi xuống nước, có phải là ấy đâu, trên cạn đâu, làm ủng một cái mà ngập mặt xuống. Toàn là tôi sợ lắm. Duy nhất một lần. Chị là chị ấy, chị liều là chị không biết mà. Chị nghĩ là không bị gì đâu. Mình nhú lên đầu tiên. Lên xong đến rút xuống lấy khiếp cắm đầu xuống thì người ta bỏ ngẩng mặt lên ngẩng cắm đầu xuống thì
xong là nước với vào hết mặt mũi là người thứ chìm nghỉm. Có phao rồi thì không sợ, nó lại nổi lên thôi, nhưng mà sợ thôi. Không ngoi lên được đâu mà. Lại giống em một lần đi với mấy cái đây, con đấy nó rủ đi đây. Bạn rủ đi xong là nó thì có cái thằng bạn thì nó ở bên rìa ấy, mình cứ cầm cái phao, nó bảo cứ cầm cái phao là nó nổi lên người, nổi mình lên, bắt đầu ui giời ơi, trượt cái phao cái là cứ ngoáp lên nhưng lại ngoáp xuống, nhưng lại chưa biết bơi, chân thì chưa vớ được xuống dưới đấy, ngáp lên lại ngáp xuống, xong rồi cứ kêu ôi cứu cứu với. Vậy xong rồi cái thằng kia nó bọn kia nó buồn cười, nó chạy đến nó lôi lên, lên nơi mà thở mà nằm một lúc, bắt đầu xong bắt đầu ấy hết hoảng hồn, nó bắt đầu ấy ngồi dậy tiếp tục mà lại đi giữa trưa nó chi bố tổ. Mình đã không biết bơi chứ. Xong nó cứ bảo mình là bám vào cái phao là nó nổi lên, xong bám vào cái ra bắt đầu trượt cái phao ra là bắt đầu chả nổi nữa, người cứ úm lên nó lại úm xuống. Cứ ngụp lên nó lại ngụp xuống. Mình có biết bơi đâu mà cái tay là đến lúc đó mình còn đang khỏe là mình còn vẫy được lên. Đến lúc mà mình yếu rồi không có người là mình tự chìm gần xuống dưới nước thôi. No nước là chìm gần thôi. Từ đấy đi là em khiếp, cứ nhìn thấy bể bơi nhà đầy cao cái là em khiếp. Chứ còn ít nước thì em vẫn lộ xuống chơi, chứ còn mà cứ nhìn thấy cái bể nước sâu vậy là em khiếp. Đấy sao? Đấy. Đấy đấy, không việc gì, là mình thiết kế hết rồi, có người bảo hộ ở đấy rồi, không sợ. Bảo hộ chỉ ở dưới thôi. Ý là mền nó vẫn đứng ở trên, nó nhìn nếu mình không ấy được nó vẫn nhảy người xuống, nó vẫn vớt mà, chứ ai để cho mình chết chìm ở dưới. Chứ đang nói là băng ống ở dưới nó không có một tí nước nào là sợ lắm. Đúng rồi. Sợ có vậy rồi. Nhưng mà nó có bảo hộ hết rồi. Đào đào chi, nếu mà trượt ra cái đấy thì cứ gãy lưng thật đi. Nó lại chơi cái trò miễn trừ trách nhiệm. Thật á? Nó có cái biển vậy á? Thì ý là kiểu nó thể nào nó cũng có vài cái, nó đưa ra cái lý do là mình chơi không đúng cách hay mình làm sao đấy. Phải nói là không thở này sao không? Xong rồi lại đi. Chứ bọn này nó xong lại còn chia xong lại còn đi khu du lịch, nó có cái loại đĩa bay nữa đấy, ngồi trên không trung nữa đấy, cho nên nó như kiểu là kem nó quay vòng tròn, cái đấy chóng mặt còn kinh nữa, còn cái loại kia còn đỡ. Còn cái loại mà nó cứ lên cao dần xong nó tụt xuống một phát thì nó đỡ. Cái đấy thì nó còn bình thường. Đấy. Cái mà nó cứ quay tròn tròn dần tròn ấy. Đây đi rồi, đây khiếp. Đây ơi, đây khiếp rồi, khiếp vãi tè luôn, không dám lên nữa. Nó đầu tiên là nó cho mình đi cấp độ nhẹ. Đấy, bắt đầu đến gần giữa nó lắc phát một, nó xoay lên xong lại xoay xuống. Mấy cháu đang còn video rồi. Không phải gì. Xong rồi nó lại đập bên này, lại đập bên kia. Ôi ôi. Ông Minh cái bóng rồi còn nhảy lên cái cầu siêu tốc ấy. Cái đấy rồi em còn rắm mắt vào không dám mở ra cơ mà. Quay đi nhanh, cảm giác thịt xương cái thứ nó bay hết á. Người ta bảo tốc độ mạnh đấy là nó đi qua, đâu phải là nó ở trên không trung mà nhìn mình nhìn xuống dưới toán là cây với lệ cọc với lệ nước thì không có, toàn đồ cạn thôi. Ui giời ơi. Bạn cầu chơi bên dưới, còn cầu chơi khác này. Ui giời. Vậy mà con bóng của chị nó chán sợ đây. Em đây ở trong đi Suối Tiên ở trong Sài Gòn đấy, đi đấy hai vợ chồng đi với lúc đấy chưa có con, hai vợ chồng đi với lại mấy đứa bạn đi đây. Đây với bảo có đi thử không, bảo có thử, vậy là hai vợ chồng ngồi lên, ông chả sợ gì. Mình đây thì cứ nắm chặt xong là mình chắp mắt lại, có dám mở ra nhìn đâu. Cái bao giờ mà xuống đến nơi đỡ thoát tim này. Và mình lại cứ nhắm mắt vào thử chưa. Hỏi nha, sống ở con nha, chứ nha, có
xong đến ngồi, xong là đến bắt đầu là đến ngồi đĩa, cảm giác hết đĩa bay rồi, lại đĩa bay nó cứ lắc lư lắc lư tặc tặc bên này tặc tặc bên kia. Còn cái mà cảm giác độ cao đấy thì nó chỉ cho lên phát nhẹ nhẹ, xong lúc sau nó thả cái bùm một cát suối thôi, nó cũng đỡ, không sợ. Cái quay trần tròn cháu ai mà nó kiểu bay có ai mà yếu tim là đi, ai mà đi cái tròn tròn đấy thì yếu tim thì tốt nhất là đừng đi. Nó mới tạo cảm giác như vậy cho mình sợ đấy. Yếu tim là ngồi lên là sợ lắm, là không ra là còn chạy đường tàu thì sợ nó băng xe ngoài tàu. Đúng rồi, ngồi đường tàu thì nó cứ đi khì 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 trong đến đoạn nào nó cũng lắc phát đi, đến đoạn cua ấy nó lắc phát. Có dây an toàn thì đôi khi thằng nào mà cứ mạo hiểm không thoát là nói, em chăm, sự bao nhiêu vụ nó đúng rồi, nó đứt 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 cáp cũng nguy hiểm lắm đấy. Vì đi cáp thì các bảo đi chùa Hương đấy, ngồi cáp hoặc đi các khu Bà Nà Hiếu thứ đây, bây giờ cáp nó làm chắc cái ngày trước cũng lỏng lỏng sợ lắm. Bảo nó thiết kế an toàn hết rồi. Bà Nà Hiếu đến nọ nó mất điện đi á, đang mất điện trao lơ lửng ở giữa cành cây đây, cười đau ruột đấy. Nguy hiểm lắm. Ôi, nhưng mà bây giờ nó không bị vậy nữa đâu. Bây giờ nó có cái chế độ tự động với lệ mắt điện nó có ấy rồi. Kiếp nó sẽ đi đúng ngày mưa, kiếp vắng lạnh. Trên cái đỉnh núi vắng lạnh. Núi đi Sapang ở trên cái đạt Bà Nà Hiếu Đà Nẵng. Còn Đà Nẵng luôn. Nắng chắc là trường nó tổ chức đi hay là gì đấy. Đi cùng với nhà bác cũng có khỏe. Là kiểu chiêu anh Nam có thứ tổ chức đi. Về cho đi gì? Đầu tiên là đi Huế, xong rồi Đại Nội Huế. Huế thì không có gì mạnh, cảm giác mạnh bằng Đà Lạt. À quên, là Đà Nẵng. Đà không, Nẵng. Mà Huế là nó là kinh thành mà. Đúng rồi. Nhưng mà chứ đấy chỉ vào chụp những đồ ấy thôi, chứ còn nó không có lý do như trò chơi, như kinh dị thì không có mấy. Không, người ta đi chỉ yếu, người ta ngắm cảnh, người ta thăm thú các thứ. Đi Đà Nẵng đi lên xong đi cái chỗ cái tay như Phật đang che ra đây. Mới có cái đoạn đi che một bàn tay Phật to đùng đây. Buổi chiều đi chùa Thiên Mụ. Chị Nhung ạ, chị Nhung ạ, bữa nào nhà sinh gia đình chị phải đi Đà Nẵng bữa. Rủ nhau phiên đi bữa kìa. Nếu ai đi đông đông đi Đà Nẵng, vào Đà Nẵng chơi đẹp lắm. Đêm, đêm ở Đà Nẵng đẹp lắm. Đi ô máy bay ạ. Máy bay anh được, đi ô tô cũng được.